Các bạn thân mến, thứ bảy hàng tuần chúng tôi sẽ lên đường và đi thăm các bạn đã từng học tại Trung tâm Dạy nghề Công nghệ cao Bách Khoa ở 78 Phố Vọng Hà Nội của thầy Xuân Vĩnh. Hôm nay là ngày khởi hành đầu tiên, tôi muốn đến thăm hai người học trò đặc biệt và hy vọng sau cái clip này thì các bạn sẽ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Học viên thứ nhất là bạn Doãn Bền ở Lạng Sơn. Bạn là một người bị tật bẩm sinh từ nhỏ nhưng không đầu hàng trước số phận. Bạn đã vươn lên và bạn đã đi học nghề điện tử. Được sự trợ giúp của các thầy ở Trung tâm Dạy nghề Công nghệ cao Bách Khoa 78 Phố Vọng Hà Nội. Và nay bạn đã trở thành một người thợ giỏi và đã làm giàu cho bản thân và gia đình. Học viên thứ hai là anh Đặng Kiều ở Thái Nguyên. Mặc dù anh đã ngoài 60 tuổi nhưng anh vẫn có đam mê với cái công nghệ biến tần và anh đã đi học thêm các cái lớp điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, inverter và hiện nay anh đã quản lý một trung tâm sửa chữa và cho thu nhập hơn 100 triệu mỗi tháng. Hôm nay hai thầy có công tác đi qua đây thì ghé vào thăm em. Thì có chút quà. Chút quà để một kỷ niệm. Chúc em xây dựng cửa hàng ngày càng phát triển, ngày càng đi, ngày càng đông khách. Và đây là cái thẻ trực tuyến. Em dùng cái thẻ này để vào trang web. Sau này em đã sửa được cái TV rồi, em có thể sẽ phát triển, em có thể trong trang web nó có tất cả cái giáo trình của mạch điện lạnh, em có thể học cái đấy để em tự dân mình dùng cái gì không? Có. Nhưng đấy thì em nhận sửa mạch thôi. Chưa xử lý mình inverter. Đấy, cái đấy thì em học từ TV và sang cái đấy nó học rất là nhanh. Nhá. Chúc em ngày càng phát triển và đấy, em là một học sinh rất là tiêu biểu, từ vượt khó đúng không? Vượt khó thì từ các chỗ ấy thì bây giờ là chúc em ngày càng đông khách hơn. Trung tâm có chút quà, sau này có một cái thẻ học nghề trực tuyến 2 triệu, một món quà để làm kỷ niệm. Chúc anh ngày càng phát triển cửa hàng, phát triển trung tâm càng cảm ơn phát đạt. Vâng, xin cảm ơn thầy, cũng kính chúc thầy mạnh khỏe và thì luôn luôn là phát triển các tài năng cho xã hội. Trung tâm là tuyển sinh học sinh để học nghề tốt. Và trung tâm của thầy Vĩnh là trung tâm dạy nghề rất là tốt. Tôi cũng đã từng là học viên của thầy. Và hôm nay thầy đến thăm thì xin cảm ơn thầy, cũng là thầy mạnh khỏe. Cảm ơn các thầy đã.